Tối ngày 22 tháng 10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bình Định đã báo cáo với Viện Pasteur Nha Trang về trường hợp một nam bệnh nhân 51 tuổi tử vong do nhiễm cúm AH1-PDM. Hôm nay, 23 tháng 10, Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết đây không phải là chủng cúm mới mà là một cúm mùa thông thường. Virus cúm này được phát hiện trong đại dịch cúm năm 2009 nên có tên là Pandemic. PVT được đưa vào trung tâm y tế huyện Vĩnh Thạch đêm 13 tháng 10 với chẩn đoán lết dạ dày rối loạn tiền đình viêm phế quản. Ngày 17 tháng 10, bệnh nhân được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định và phải thở máy, co giật từng cơn và hôn mê sâu. Bệnh nhân tử vong tại nhà tối ngày 17 tháng 10. Ngày 17 tháng 10, CDC tỉnh đã lấy mẫu bệnh phẩm và gửi viện Pasteur Nha Trang làm xét nghiệm các xác định. Kết quả, bệnh nhân dương tính với cúm AH1 và kết luận ông T tử vong do nhiễm cúm AH1PDM, biến chứng sốc nhiệt trùng nhiễm, hội chứng có sinh do nhiễm thuốc. chưa cả bệnh này, Cục Y tế Dự phòng lưu ý người dân cảnh giác với bệnh cúm mùa vì hiện đang là thời điểm giao mùa, thuận lợi cho các bệnh hô hấp phát triển, nhất là bệnh cúm mùa. Bệnh cúm mùa do chủng cúm AH1N1 là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây lan qua hắt hơi, ho khạc và tiếp xúc trực tiếp với các đồ vật bị nhiễm virus, sau đó làm lây nhiễm qua đường mũi họng. Ngoài chủng virus cúm A H1, các chủng virus cúm chủ yếu khác gây bệnh cúm mùa bao gồm A H3N2, cúm B và cúm C. Tại Việt Nam, hàng năm ghi nhận từ 600 đến 1 triệu trường hợp mắc cúm mùa, số mắc ghi nhận quanh năm. Hệ thống giám sát trọng điểm viêm phổi cấp do virus tại Việt Nam vẫn ghi nhận các trường hợp mắc với khoảng 10% số mẫu bệnh nhân cúm dương tính với chủng cúm A H1N1 bệnh cúm mùa thường diễn biến nhẹ nhưng cũng có thể biến chứng nặng và nguy hiểm hơn ở những người có bệnh lý mãn tính về tim mạch và hô hấp người bệnh suy giảm miễn dịch người già trẻ em và phụ nữ có thai bệnh có thể gây nhiễm viêm phổi nặng suy đa phủ tạng dẫn đến tử vong Cúm AH1N1 là bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cấp tính thuộc dạng cúm mùa theo do chủng virus cúm AH1N1, tên khoa học là virus PDM-09A gây ra. Tên gọi phần nhóm H1N1 là liên quan đến loại protein kháng nguyên trên vỏ virus protein hama-glutinin nhóm 1 và neuramanides nhóm 1. Ban đầu, bệnh cúm AH1N1 còn được gọi là cúm lợn vì các nhà khoa học cho rằng chủng virus này có nguồn gốc từ lợn. Tuy nhiên, thực tế chủng virus này kết hợp từ các nguồn virus khác nhau như lợn, chim, người và gây ra bệnh ở người. Virus cúm AH1N1 được phát hiện trên lợn đầu tiên, song virus có khả năng lây nhiễm từ người sang người, vô cùng mạnh mẽ và tấn công vào lá phổi, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Người mắc cúm A1, A, 1 a 1 n 1 có thể do nguyên nhân dưới đây. Ít phải không khí có chứa dịch tiết của người nhiễm bệnh khi họ sổ mũi, ho, hát hơi, tiếp xúc gián tiếp, khi chạm tay vào đồ vật có chứa virus A, H1N1 như mặt bàn, lin uống nước, khăn tắm, bàn chải đánh răng, rồi đưa tay trực tiếp lên mắt mũi, miệng, virus sẽ theo đường hô hấp, xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh cúm. Tiếp xúc trực tiếp, người bị nhiễm cúm H1N1 có khả năng gây lây bệnh cho người xung quanh trong vòng 7 ngày từ khi có triệu chứng của bệnh. Do đó, người bình thường khi tiếp xúc trực tiếp với người bệnh qua giao tiếp, hôn hoặc quan hệ tình dục thì nguy cơ lây nhiễm cúm H1N1 là rất cao. Đặc biệt là ở môi trường công cộng, đông người như công viên, lễ hội thì virus càng lây lan mạnh mẽ hơn. Theo các chuyên gia y tế, người nhiễm cúm AH1N1 thường có các triệu chứng như cúm bình thường, tuy nhiên có kèm theo một số dấu hiệu đặc trưng hơn cụ thể. Sốt cao đột ngột kèm ớn lạnh, người bệnh thường sốt cao hơn 38 độ C, nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi, đau nhức cơ, biếng ăn, cơ thể suy nhược đau họng, viêm họng, ho khan, hát hơi, sổ mũi, nghẹt mũi, khó thở, buồn nôn, ói mửa và tiêu chảy. Các triệu chứng của bệnh cúm AH1N1 có thể từ nhẹ đến nặng tùy vào mỗi người. Về cơ bản, Người mắc cúm thường sốt từ 2 đến 5 ngày, trong khi các bệnh vì đường hô hấp do virus khác thường hết sốt sau 24 đến 48 giờ. Các triệu chứng cúm AH1N1 thường được cải thiện sau 2 đến 5 ngày, mặc dù bệnh có thể kéo dài sau 7 ngày hoặc hơn. Đặc biệt, người bệnh cần phân biệt các triệu chứng của bệnh cảm lạnh và cúm AH1N1 để được thăm khám và can thiệp kịp thời. Cúm AH1N1 là bệnh nguy hiểm do tỷ lệ lây lan rất nhanh và mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát thành đại dịch rất lớn. Thông thường, người mắc bệnh cúm AH1N1 sẽ tự khỏi trong vòng chưa đến 2 tuần mà không cần can thiệp của thuốc điều trị hoặc chăm sóc y tế. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, cúm có thể khiến người bệnh gặp các biến chứng nặng nề kéo dài, chẳng hạn như viêm phổi ở những đối tượng có nguy cơ cao như trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và người mắc các bệnh mãn tính như hen suyễn, đái tháo đường hoặc tim mạch. Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo mọi người chủ động phòng chống cúm mùa với các biện pháp che miệng và mũi khi ho hoặc hát hơi, tốt nhất che bằng khăn và vải, hoặc khăn tay hoặc khăn giấy, dùng một lần hoặc ống tay áo để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp. Đeo khẩu trang tại nơi tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay, nhất là sau khi ho, hát hơi, không khạc nhổ bừa bãi nơi công cộng hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết tiêm vaccine cúm mùa phòng bệnh thực hiện lối sống lành mạnh ăn thức ăn đủ chất dinh dưỡng để ngăn ngừa nhiễm virus cúm tăng cường vận động thể lực nâng cao sức khỏe khi có triệu chứng ho sốt sổ mũi đau đầu mệt mỏi không tự ý làm xét nghiệm và mua thuốc điều trị tại nhà mà cần liên hệ với cơ sở y tế để được tư vấn khám và xử lý kịp thời